Lưu Đức Hoa, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1961 tại làng Thái Hanh, thị trấn Đại Bộ, Tân Giới, Hồng Kông. Anh là một diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim và nhạc sĩ đến từ Hồng Kông. Lưu Đức Hoa được nhận vào lớp đào tạo diễn xuất Hồng Kông năm 1981. Kể từ đó, anh phát triển toàn diện trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, ca hát và đạt được nhiều kết quả tốt trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và âm nhạc. Về mặt điện ảnh và truyền hình, Lưu Đức Hoa tham gia bộ phim truyền hình Giang Hồ Tái Kiến vào năm 1981. Đây là tác phẩm đầu tiên của anh. Năm 1983, anh đóng vai chính trong bộ phim Võ Thuật Thần Điêu Đại Hiệp. Bộ phim đã lập kỷ lục rating lịch sử 60% ở Hồng Kông, đặt nền móng cho sự phát triển sự nghiệp điện ảnh và truyền hình của Lưu Đức Hoa. Năm 1988, anh giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Rồng Vàng Nghệ thuật biểu diễn Đài Loan cho bộ phim Vượng Giác Ca Môn. Đây là chiếc cúp điện ảnh đầu tiên của anh. Năm 2000, anh giành được giải ảnh đế kim tượng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với bộ phim Giây Phút Đoạt Mệnh. Năm 2004, Lưu Đức Hoa giành được giải ảnh đế kim mã với bộ phim Vô Gian Đạo 3, Chung Cực Vô Gian. Cùng năm đó, Lưu Đức Hoa đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải kim tượng với bộ phim Đại Hòa Thượng. Tính đến tháng 12 năm 2022, Lưu Đức Hoa đã giành được tổng cộng 3 giải nam diễn viên kim tượng xuất sắc nhất điện ảnh Hồng Kông, 2 giải nam diễn viên kim mã xuất sắc nhất điện ảnh Đài Loan và 1 giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra, anh còn giành được nhiều giải thưởng diễn xuất khác nhau trong và ngoài nước. Năm 2012, Lưu Đức Hoa làm chủ tịch ban giám khảo giải kim mã Đài Loan lần thứ 49. Ngoài vai trò diễn viên, Lưu Đức Hoa còn tham gia sản xuất nhiều bộ phim với tư cách là nhà đầu tư và nhà sản xuất. Năm 1991, Lưu Đức Hoa thành lập công ty sản xuất Thiên Mạc của riêng mình và đầu tư sản xuất bộ phim đầu tiên Thần Điêu Hiệp Lữ. Năm 2002, anh thành lập công ty Ánh Nghệ. Từ đó đến nay, anh tham gia đầu tư và sản xuất nhiều bộ phim như Phong Cuồng Đích Thạch Đầu, Đào Tỷ, Thất Cô, Chuyên Gia Phá Bom. Về âm nhạc, anh phát hành album đầu tiên Anh Chỉ Biết Hiện Tại Anh Yêu Em vào năm 1985. Năm 1990, hai album được phát hành là Có Thể Hay Không và Hẹn Gặp Lại đồng thời đoạt giải Top 10 Giai Điệu Vàng Trung Quốc lần thứ 13 do đài truyền hình Hồng Kông trao tặng với hai ca khúc chủ đề cùng tên. Trong giải thưởng Top 10 Bài Hát Vàng hàng năm của TVB, Lưu Đức Hoa cũng giành được giải nam ca sĩ được yêu thích nhất cho Top 10 Bài Hát Vàng của năm, và từ đó đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực âm nhạc. Kể từ đó, nhiều ca khúc anh sáng tác hoặc hát được lưu hành rộng rãi và giành được nhiều giải thưởng như Vong Tình Thủy, Yêu Em Vạn Năm, Thủy Triều, Ngày Mình Còn Bước Cùng Nhau, Đêm Dài Nhiều Lãng Mạn. Lưu Đức Hoa được giới truyền thông mệnh danh là một trong tứ đại thiên vương của làng nhạc Hồng Kông những năm 1990. Tính đến nay, Lưu Đức Hoa đã giành được hơn 400 giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc, trở thành nam ca sĩ Hồng Kông giành được nhiều giải thưởng nhất và có uy tín cao trong làng nhạc Trung Quốc. Trên thực tế, ngay từ năm 2000, anh đã giành được tổng cộng 292 giải thưởng âm nhạc, lập kỷ lục Guinness Thế Giới. Ngoài ra, Lưu Đức Hoa còn tham gia biểu diễn gala lễ hội mùa xuân của CCTV tổng cộng 6 lần vào các năm 1992, 1995, 1998, 2005, 2015 và 2021. Năm 2020, Lưu Đức Hoa phát hành album nhạc số đầu tiên diễn xuất và ca hát. Là người của công chúng, anh đoạt được nhiều danh hiệu danh dự như Người Trung Quốc xuất sắc thế giới, thành viên danh dự của Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hồng Kông, Đại sứ Hòa bình không chính thức của chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông. Anh cũng thường xuyên làm từ thiện và quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 1994, anh thành lập quỹ từ thiện Lưu Đức Hoa để giúp đỡ trẻ em nghèo và người khuyết tật. Anh đã hai lần giữ chức vụ giám đốc và phó chủ tịch Quỹ Phúc Lợi Người Khuyết Tật Trung Quốc. Năm 1994, anh đoạt giải nam ca sĩ được yêu thích nhất cho top 10 ca khúc vàng. Đời tư của Lưu Đức Hoa. Cha của Lưu Đức Hoa, Lưu Tuyền, làm lính cứu hỏa tại sân bay. Vào những năm 1960, Lưu Tuyền mở một cửa hàng tạp hóa ăn vặt để kiếm tiền nuôi gia đình. Ở nhà Lưu Đức Hoa còn có 3 chị gái, 1 em gái và 1 em trai. Cảm xúc năm 1986, khi Lưu Đức Hoa tới Kuala Lumpur cùng đội bóng ngôi sao Hồng Kông,
anh đã gặp Chu Lệ Thiên. Ngày 23 tháng 6 năm 2008, Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên đăng ký kết hôn tại Las Vegas, Mỹ. Ngày 9 tháng 5 năm 2012, vợ của Lưu Đức Hoa là Chu Lệ Thiên sinh con gái có tên là Lưu Hướng Huệ. Vào tháng 7 năm 2006, Lưu Đức Hoa được trao giải viện sĩ danh dự của Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông tại lễ tốt nghiệp lần thứ 20 của Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Hồng Kông. Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Lưu Đức Hoa nhận bằng tiến sĩ văn học danh dự của Đại học Hồng Kông. Chu Lệ Thiên, người vợ chính thức sau nhiều năm yêu nhau trong bí mật Chu Lệ Thiên còn có tên Chu Lệ Khanh là người Hoa Kiều tại Penang, Malaysia. Cô là con gái của ông Chu Kiến Thành hay còn gọi là Chu Kim Thành, người Phúc Kiến. Chu Lệ Thiên xuất thân trong một gia tộc giàu có, là doanh nghiệp nổi tiếng ở Nam Dương, có sản nghiệp đồ sộ. Chú của Lệ Thiên là đại gia Trần Chí Viễn, chủ tịch tập đoàn Burjee. Bản thân cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia. Chu Lệ Thiên mến mộ Lưu Đức Hoa từ khi anh đóng vai Dương Quá. Lần đầu tiên gặp gỡ, Lưu Đức Hoa thấy Chu Lệ Thiên dịu dàng, khả ái, còn để tóc dài, đen, thẳng nên đã động lòng. Anh và Chu Lệ Thiên bắt đầu tìm hiểu nhau. Nhưng vì nhà họ Chu không muốn dính dáng đến ngành giải trí, mối quan hệ này chưa bao giờ được công khai. Năm 1991, mẹ cô qua đời, gia đình đóng cửa công việc kinh doanh nhà hàng. Sau cuộc tình đổ vỡ với Du Khả Hân, Lưu Đức Hoa tỏ ra thận trọng hơn trong những phát ngôn về đời sống tình cảm. Điều này vô tình biến Á hậu Malaysia Chu Lệ Thiên trở thành người phụ nữ bí mật phía sau Thiên Vương trong suốt 24 năm. Năm 2009, cha của Chu Lệ Thiên qua đời, Lưu Đức Hoa luôn luôn ở bên an ủi chị. Lúc bấy giờ, họ mới chịu thừa nhận đã kết hôn từ một năm trước đó. Mặc dù từng có khoảng thời gian bị một số khán giả tẩy chay vì che giấu chuyện cưới hỏi, nhưng vợ chồng Lưu Đức Hoa sau cùng vẫn giành được lời chúc phúc của mọi người bởi cuộc sống hạnh phúc kiểu mẫu của họ. Lưu Đức Hoa không có kế hoạch về hưu ở tuổi 62, Lưu Đức Hoa vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và là một trong số những ngôi sao điện ảnh kiếm được nhiều tiền nhất Hồng Kông. Tài tử Kỳ Cựu chia sẻ mình không quen với việc nghỉ ngơi và không có kế hoạch nghỉ hưu. Theo báo chí, trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông đại lục, Lưu Đức Hoa cho biết mình vẫn sẽ làm việc chăm chỉ vì không muốn trở thành gương xấu. Tài tử 62 tuổi giải thích, tôi có một đứa con của riêng mình. Nếu con gái nhìn thấy tôi nằm đó mà không làm gì cả, nó có thể thắc mắc khi nào mình mới được như vậy. Điều này là gương xấu cho con. Dù đã miệt mài hoạt động nghệ thuật hơn 40 năm nhưng sau phim Vô Gian Đạo vẫn giữ được sự nhiệt huyết và hăng say dành cho công việc. Nam diễn viên Kỳ Cựu chia sẻ nếu chỉ nghỉ ngơi, không phải làm gì, mình chỉ chịu được 3 ngày, đến ngày thứ 4 đã nghỉ ngay đến công việc. Đây không phải lần đầu tiên Lưu Đức Hoa chia sẻ không có ý định nghỉ hưu. Trong quá khứ, sau phim Thần Bài nhiều lần nhắc đến vấn đề này và bày tỏ sự đam mê với công việc cùng mong muốn cống hiến cho khán giả. Tài tử hàng đầu Hồng Kông cũng nhiều lần được công chúng khen ngợi khi luôn đến trường quay đúng giờ, thuộc lòng lời thoại, không bao giờ có thái độ ngôi sao. Khi được hỏi làm một diễn viên kiểu mẫu như vậy có khó không, nghệ sĩ sinh năm 1961 bày tỏ, đây không phải điều mà tất cả diễn viên nên làm hay sao? Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cựu diễn viên TVB chia sẻ rằng bản thân không phải là một diễn viên mẫu mực và siêng năng, cần cù chỉ là bản tính của mình mà thôi. Ngôi sao đắt giá khiêm tốn, tôi quen với việc chăm chỉ rồi. Nên mọi người nói tôi là một người làm việc kiểu mẫu là hiểu nhầm. Nhưng dù sao tôi nghĩ được khuyến khích những người trẻ cũng là một điều tốt. Hiện Lưu Đức Hoa vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Năm nay, tài tử 62 tuổi góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh mới, Lưu Lạc Địa Cầu 2, Redliner, The Movie Emperor. Cuối tháng 9 vừa qua, bộ phim Moscow Mission của nam nghệ sĩ Kỳ Cựu vừa được trình làng và đạt thành tích khá tốt tại phòng vé. Tác phẩm Ngón Tay Vàng mà ngôi sao này hợp tác với Lương Triều Vĩ cũng chuẩn bị đổ bộ màn ảnh rộng vào cuối năm nay. Những đóng góp to lớn và không ngừng nghỉ của Lưu Đức Hoa với ngành công nghiệp điện ảnh đã giúp tài tử nhận được giải thưởng cống hiến đặc biệt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 48 diễn ra vào tháng 9 vừa qua. Ông cũng là nghệ sĩ Hồng Kông đầu tiên nhận được vinh dự này. Sự nghiệp của Lưu Đức Hoa. Lưu Đức Hoa sinh ra ở làng Thái Hanh, thị trấn Đại Bộ, Tân Giới, Hồng Kông. Quê gốc của ông ở thị trấn Hà Đường, huyện Tân Hội, tỉnh Quảng Đông, hiện nay là thành phố Giang Môn, Quảng Đông. Anh là người con thứ tư trong gia đình,
cha anh là Lưu Tuyền, một lính cứu hỏa. Khi Lưu Đức Hoa lên 6 tuổi, gia đình anh chuyển đến núi Toản Thạch, Cửu Long, mở một cửa hàng tạp hóa, buổi sáng bán sữa đậu nành và bột chiên, buổi trưa bán cà phê và bánh ngọt. Những người chị gái của anh phụ giúp việc trong cửa hàng, còn anh chịu trách nhiệm viết tên các món ăn lên bảng đen và rửa chén mỗi ngày. Khi Lưu Đức Hoa 12 tuổi, anh cùng gia đình chuyển đến tầng 14 khu nhà 15, khu Lam Điền. Lưu Đức Hoa lấy tên Lưu Phúc Vinh khi còn đi học. Khi còn học tiểu học, anh theo học tại trường tiểu học Công giáo Hoàng Đại Tiên, sau đó đến trường trung học Kế Lập ở Tân Bồ Cương. Trong những năm học cấp 2, anh đã dùng thời gian nghỉ hè của mình để làm việc trong một xưởng sản xuất găng tay để kiếm thêm thu nhập. Lưu Đức Hoa cũng tích cực tham gia biểu diễn câu lạc bộ kịch của trường và tích lũy được nền tảng biểu diễn nhất định. Sau khi Lưu Đức Hoa bước vào học kỳ đầu tiên, anh đã đến lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB để học tập, từ đó bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Sự nghiệp ban đầu. Năm 1981, Lưu Đức Hoa 20 tuổi được nhận vào lớp đào tạo nghệ sĩ thứ 10 của TVB Hồng Kông. Cùng năm đó, anh lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Giang Hồ Tái Kiến do cục truyền hình RTHK sản xuất. Tháng 12 năm 1981, bộ phim truyền hình Ngạc Ngư Đàm được phát sóng, trong phim anh vào vai một sát thủ. Trong quá trình quay phim anh còn nhận được sự động viên từ diễn viên chính Châu Nhuận Phát. Năm 1982, Lưu Đức Hoa chính thức ký hợp đồng với TVB sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo nghệ sĩ với kết quả hạng A. Cùng năm đó, anh đóng vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình đề tài cảnh sát và xã hội đen Liệp Ưng. Lưu Đức Hoa bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 1982. Tác phẩm đầu tiên của anh là Thái Vân Khúc do Ngô Tiểu Vân đạo diễn, tuy nhiên đất diễn trong phim của anh không quá nhiều. Cùng năm, anh tham gia bộ phim Thuyền Nhân của đạo diễn Hứa An Hoa, đây là bộ phim lớn đầu tiên của Lưu Đức Hoa. Trong phim này, Lưu Đức Hoa đóng vai Tổ Minh và đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại Hồng Kông lần thứ hai. Năm 1983, Lưu Đức Hoa đóng vai chính trong phim Chuyến Tàu Hủy Diệt của đạo diễn Hoắc Diệu Lương. Năm 1983, Lưu Đức Hoa được TVB đánh giá cao và thành lập nhóm Ngũ Hổ Tướng cùng với Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vĩ, Lương Triều Vĩ, Thang Trấn Nghiệp. Anh liên tiếp đóng vai chính trong các bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp 1983, Lộc Đỉnh Ký 1984 và bộ phim Ăn Khách Khác. Trong đó, bộ phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp 1983 với sự tham gia của Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên đã lập kỷ lục rating lịch sử 60%, tỷ suất người xem cao nhất trên toàn TVB năm đó. Bộ phim này đã đặt nền móng cho sự phát triển của anh trong sự nghiệp điện ảnh và truyền hình. Năm 1984, Lưu Đức Hoa đóng vai Eric trong bộ phim tình cảm lãng mạn Tình Yêu Không Thể Dừng Lại. Năm 1985, Lưu Đức Hoa và Diệp Đức Nhàn đóng chung trong bộ phim truyền hình về đề tài sự án nội tình pháp luật của đạo diễn Ngô Tư Viễn, trong phim hai người diễn vai hai mẹ con. Doanh thu phòng vé Hồng Kông của bộ phim đã vượt quá 11 triệu đô la Hồng Kông, nhận được vô số lời khen ngợi. Đây cũng là một trong số những thành công đầu tiên của Lưu Đức Hoa. Thành công của bộ phim đã khiến nhà sản xuất thực hiện thêm hai phần tiếp theo của bộ phim. Bước ngoặt sự nghiệp. Sự nghiệp điện ảnh và truyền hình thời kỳ đầu của Lưu Đức Hoa không thể tách rời đài truyền hình TVB. Năm 1984, TVB muốn tiếp tục nâng đỡ Lưu Đức Hoa nên định để anh đóng vai Vi Tiểu Bảo trong bộ phim Lộc Đỉnh Ký 1984. TVB cũng muốn gia hạn hợp đồng với anh thêm 5 năm nhưng anh đã từ chối. Chính vì thế mà vai Vi Tiểu Bảo được thay thế thành Lương Triều Vĩ, còn Lưu Đức Hoa vào vai Hoàng đế Khang Hy trong bộ phim. Năm 1985, TVB một lần nữa đề nghị gia hạn hợp đồng, nhưng lúc này Lưu Đức Hoa đã quyết định chuyển sang lĩnh vực điện ảnh nên tiếp tục từ chối. Sau đó Lưu Đức Hoa gần như bị TVB cấm sóng suốt hơn một năm. Một khoảng thời gian sau, TVB đồng ý chấm dứt hợp đồng với Lưu Đức Hoa nhưng lại soạn thảo một hợp đồng khác để hạn chế anh. Trong vòng 10 năm tới, Lưu Đức Hoa không được tham gia phim truyền hình của các đài truyền hình hoặc công ty khác. Để bồi thường, TVB sẽ trả cho anh mức lương 1.000 Hồng Kông mỗi năm kể từ khi hợp đồng đầu tiên của anh với TVB hết hạn. Vì vậy, sau khi Lưu Đức Hoa rời TVB, anh gần như chưa bao giờ đóng phim truyền hình. Ngày 20 tháng 6 năm 1986, Lưu Đức Hoa đóng vai chính trong bộ phim Hài Ngôi Sao May Mắn, trong đó anh đóng vai cảnh sát vô danh Lam Bảo. Năm 1987, Lưu Đức Hoa đóng vai chính trong bộ phim Xã hội đen nợ giang hồ,
Trong phim anh đóng vai A Định, thành viên của một nhóm tội phạm vừa thiện vừa ác. Thời kỳ đóng phim cao điểm. Năm 1988, sau khi tham gia bộ phim truyền hình võ thuật Thiên Lang Kiếp, Lưu Đức Hoa đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp điện ảnh. Giai đoạn từ năm 1988 đến năm 1992 là lúc Lưu Đức Hoa tham gia nhiều phim nhất. Trong 5 năm này anh đã tham gia hơn 50 bộ phim. Trong 5 năm đỉnh cao này, Lưu Đức Hoa đã tham gia vào nhiều bộ phim nổi tiếng, có những bộ phim đề tài xã hội đen, cũng có nhiều nhân vật nhúng tình cảm lãng mạn nhưng cuối cùng phải kết thúc trong bi kịch. Những vai diễn của anh có ảnh hưởng sâu sắc đến giới trẻ thời bấy giờ. Năm 1988, Lưu Đức Hoa và Trương Học Hữu đóng chung trong bộ phim xã hội đen đầu tay của đạo diễn Vương Gia Vệ Vượng Giác Ca Môn. Trong phim, anh vào vai A Kiệt, một tay xã hội đen tình cảm nhưng cũng vô cùng quyết đoán. Nhân vật này nhận được sự yêu mến sâu sắc của giới trẻ, đây cũng là khởi đầu cho hành trình làm thần tượng của Lưu Đức Hoa. Anh cũng được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 8 cho bộ phim này và giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Rồng Vàng nghệ thuật biểu diễn Đài Loan. Đây là chiếc cúp điện ảnh đầu tiên của Lưu Đức Hoa. Trong 3 năm tiếp theo, Lưu Đức Hoa còn đóng vai chính trong nhiều bộ phim cờ bạc xã hội đen như Thiên Nhược Hữu Tình, Chí Tôn Vô Thượng. Ngoại trừ phim đề tài xã hội đen, Lưu Đức Hoa cũng nhiều lần hợp tác với Vương Tinh để quay thể loại phim hài lãng mạn. Anh cũng tham gia vào các bộ phim đề tài đánh bạc, điển hình là phim Thần Bài. Bộ phim Thần Bài của Lưu Đức Hoa và Thần Bài, Cao Tiến của Châu Nhuận Phát là một trong những bộ phim tiêu biểu về đề tài này ở Hồng Kông. Vào cuối những năm 1990, Lưu Đức Hoa và Vương Tinh hợp tác trong hai phần tiếp theo của Thần Bài. Trong 5 năm này, Lưu Đức Hoa cũng đã sản xuất những tác phẩm điện ảnh tương đối nổi tiếng như Thần Điêu Hiệp Lữ, Thám Trưởng Lôi Lạc và Ông Trùm Sòng Bạc. Trong số đó, bộ phim Thần Điêu Hiệp Lữ là bộ phim đầu tiên do công ty sản xuất Thiên Mạc của Lưu Đức Hoa sản xuất, với sự tham gia của Mai Diễm Phương và anh. Bộ phim Thám Trưởng Lôi Lạc được chuyển thể từ một câu chuyện có thật. Bộ phim kể về sự thăng trầm của một cảnh sát Hồng Kông tên Lôi Lạc, do Lưu Đức Hoa đóng, người trưởng thành trong thời kỳ tham nhũng tràn lan và luật pháp. Hai bộ phim đều được phát hành cùng năm 1991. Lưu Đức Hoa được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 11 cho vai Lôi Lạc. Thành công của Thám Trưởng Lôi Lạc cũng khiến Lưu Đức Hoa đảm nhận việc quay bộ phim Ông Trùm Sòng Bạc, bộ phim kể về tiểu sử của một ông trùm cờ bạc Ma Cao. Phim được chia làm hai phần và phát hành vào năm 1992. Thời kỳ vàng son của sự nghiệp. Mặc dù ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông đã bước vào giai đoạn suy thoái với lượng sản xuất và doanh thu phòng vé sụt giảm mạnh kể từ giữa những năm 1990, nhưng sự nghiệp điện ảnh và truyền hình của Lưu Đức Hoa lại đi ngược chiều gió. Anh liên tục tham gia vào nhiều bộ phim nổi tiếng và đoạt được nhiều giải thưởng điện ảnh. Từ năm 1993 đến năm 1999, Lưu Đức Hoa đã khám phá nhiều vai diễn màn ảnh hơn. Năm 1995, anh đóng vai chính trong bộ phim Liệt Hỏa Chiến Xa của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng. Trong phim, anh diễn vai Lương Vịnh Kỳ, một nhân vật có tâm lý nổi loạn, bướng bỉnh. Bộ phim này cũng giúp Lưu Đức Hoa được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở giải phim Hồng Kông thứ 15. Năm 1996, anh đóng chung với Trương Quốc Vinh trong bộ phim Tân Bến Thượng Hải, trong đó anh đóng vai Đinh Lực. Năm 1998, anh đóng chung với Lương Vịnh Kỳ trong bộ phim Xã hội đen Long tại Giang Hồ. Ở độ tuổi trung niên, Lưu Đức Hoa đã phá vỡ hình tượng anh hùng trước đó, tham gia vào các vai diễn đa dạng trong các bộ phim như Liệt Hỏa Chiến Xa, Thần Bài, Long tại Giang Hồ. Bắt đầu từ bộ phim Giây Phút Đoạt Mệnh của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, Lưu Đức Hoa đã thoát khỏi cái mác thần tượng, đào sâu vào tính cách của nhân vật. Trong phim, Lưu Đức Hoa vào vai một tên tội phạm mắc bệnh nan y, tính cách vừa thiện lại vừa ác. Đây là tác phẩm mang tính biểu tượng của Lưu Đức Hoa, đánh dấu sự trưởng thành về kỹ năng diễn xuất của anh. Nhờ bộ phim, anh cũng giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 19, đây cũng là giải kim tượng đầu tiên mà anh giành được. Kể từ đó, anh tham gia vào nhiều bộ phim với nhiều dạng nhân vật hoàn toàn khác nhau như Cô Nam Quả Nữ, A Hổ, Vô Gian Đạo, Đại Hòa Thượng, Môn Đồ, Đồng Mộng Kỳ Duyên. Đây đều là những tác phẩm đánh dấu bước đổi mới trong kỹ năng diễn xuất và cũng là những đột phá nhân vật của Lưu Đức Hoa.
những vai diễn sâu sắc này cũng đã mang về cho Lưu Đức Hoa đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông trong 5 năm liên tiếp. Trong số đó, anh đã giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim Giây Phút Đoạt Mệnh. Anh cũng giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 19 và 23. Bộ phim Vô Gian Đạo 3 đã mang về cho Lưu Đức Hoa giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Mã Điện ảnh Đài Loan lần thứ 41. Đây là giải ảnh đế Kim Mã đầu tiên của Lưu Đức Hoa. Ngoài ra, bộ phim A Hổ của Lưu Đức Hoa cũng đã mang về cho anh giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Tửu Vàng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 6. Anh đã giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Truyền thông Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 4. Anh cũng giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 27 cho phim Môn Đồ. Trong những năm đầu thế kỷ 21, ngoài danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Lưu Đức Hoa còn giành được nhiều danh hiệu điện ảnh. Vào tháng 3 năm 2005, Lưu Đức Hoa được ban tổ chức Giải thưởng Truyền thông Điện ảnh Trung Quốc chọn làm đại sứ hình ảnh của điện ảnh Trung Quốc. Năm 2007, Lưu Đức Hoa cũng đoạt giải thành tựu xuất sắc tại cuộc bầu cử phim kỷ niệm 10 năm đặc khu hành chính Hồng Kông do Đài truyền hình Hồng Kông tài trợ và Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông đồng tổ chức. Cùng năm, anh đoạt giải thưởng siêu sao phòng vé tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á đầu tiên do Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông tổ chức. Ngoài phim Hồng Kông, Lưu Đức Hoa cũng tăng cường hợp tác với các đạo diễn đại lục từ năm 2004. Anh thường tham gia các tác phẩm hợp tác giữa Hồng Kông và đại lục. Năm 2004, lần đầu tiên anh hợp tác với đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu trong bộ phim Võ Thuật Thập Diện Mai Phục. Sau đó anh hợp tác với Phùng Tiểu Cương trong bộ phim Đề Tài Tội Phạm Thiên Hạ Vô Tặc. Năm 2006, anh đóng vai chính trong bộ phim hợp tác giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Mặt Công. Năm 2007, anh hợp tác với Lý Liên Kiệt, Kim Thành Vũ trong bộ phim Đầu Danh Trạng của đạo diễn Trần Khả Tân. Năm 2008, anh đóng vai chính trong bộ phim cổ trang Tam Quốc Chí, Rồng Tái Sinh. Trong phim anh đóng vai Triệu Tử Long vừa thông minh vừa dũng cảm. Năm 2010, anh đóng vai chính trong bộ phim cổ trang Địch Nhân Kiệt Thông Thiên Đế Quốc của đạo diễn Từ Khắc. Kể từ năm 2012, Lưu Đức Hoa đã giành được nhiều giải thưởng nặng ký dành cho nam diễn viên. Trong bộ phim Đào Tỷ phát hành vào tháng 3 năm 2012, Lưu Đức Hoa đã giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Mã Điện ảnh Đài Loan lần thứ 48 và giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 31 nhờ khả năng diễn xuất thuyết phục. Năm 2013, anh đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Sai Tây Ban Nha lần thứ 46 với vai thám tử mù Trịnh Tú Văn trong phim Trinh Thám Mù. Đây là giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế đầu tiên của Lưu Đức Hoa. Bộ phim Thất Cô đã mang về cho anh giải nam diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Trung Quốc Hoa biểu lần thứ 16. Bộ phim Giải cứu Mr. Ngô cũng giúp anh giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Con đường tơ lụa lần thứ 2. Bên cạnh đó, bộ phim Chuyên gia gỡ bom 2 cũng giúp Lưu Đức Hoa giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và giải chuyên nghiệp xuất sắc nhất tại lễ trao giải Hoa đỉnh lần thứ 30. Ngoài ra, năm 2012, anh được bổ nhiệm làm chủ tịch ban giám khảo giải thưởng điện ảnh Kim Mã Đài Loan lần thứ 49. Năm 2013, anh được mời làm chủ tịch ban giám khảo giải thưởng điện ảnh Châu Á lần thứ 7. Những bộ phim có sự tham gia của Lưu Đức Hoa cũng rất ăn khách ở phòng vé. Năm 2005, tại lễ trao giải phim có doanh thu cao nhất Hồng Kông từ 1985 đến 2005 do U Cinemax tổ chức ở Hồng Kông, Lưu Đức Hoa đứng đầu với doanh thu phòng vé tích lũy cá nhân là 1,7 tỷ đô la Hồng Kông, theo sát là Châu Tinh Trì, 1,3 tỷ đô la Hồng Kông, và Thành Long, 890 triệu đô la Hồng Kông. Năm 2007, anh cũng giành được giải thưởng siêu sao phòng vé châu Á do AC Nielsen, một tổ chức có thẩm quyền chịu trách nhiệm thống kê dữ liệu phòng vé trao tặng. Bộ phim có doanh thu cao nhất ở Hồng Kông là Vô Gian Đạo, thu về 55 triệu đô la Hồng Kông, đứng đầu phòng vé Hồng Kông năm 2002. Ngoài ra, anh còn có 19 bộ phim đạt doanh thu phòng vé hơn 100 triệu nhân dân tệ ở đại lục. Trong số đó, Chuyên gia gỡ bom 2 có doanh thu phòng vé cao nhất ở đại lục, đạt 1,313 tỷ nhân dân tệ. Trong những năm gần đây,
Lưu Đức Hoa đã tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh với tư cách nhà sản xuất và diễn viên chính như Tử Chiến Trường Thành, Sống Dữ, Bả Hào. Điều này cũng cho thấy trọng tâm sự nghiệp của anh đang chuyển dần từ diễn xuất ra sau hậu trường. Ngày 19 tháng 1 năm 2023, Lưu Đức Hoa tham gia bộ phim Thất Thánh, đóng vai chính Tôn Ngộ Không, đồng thời anh cũng là nhà sản xuất của bộ phim. Cùng năm đó, trailer đầu tiên của bộ phim Đảo Hồng Kông do Lưu Đức Hoa đóng chính đã được tung ra. Vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, bộ phim Bố Tôi và Tôi do Lưu Đức Hoa đóng chính đã được công bố chính thức và sẽ ra rạp vào ngày 1 tháng 10 năm 2021. Vào tháng 9 cùng năm, Lưu Đức Hoa tham gia bộ phim Nguy cơ hàng tuyến đóng vai cảnh sát đặc nhiệm đã nghỉ hưu Cao Hạo Quân. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, bộ phim Ẩn Thân do Lưu Đức Hoa sản xuất sẽ được công chiếu trên toàn quốc. Đây cũng là bộ phim đầu tiên trong năm 2023 chiếu vào mùa Tết Nguyên Đán. Trong phim, Lưu Đức Hoa vào vai một trùm ma túy lịch lãm. Đây cũng là vai phản diện đầu tiên của anh sau 16 năm kể từ bộ phim Môn Đồ 2017. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, bộ phim Kim Thủ chỉ có sự tham gia của Lưu Đức Hoa đã phát hành poster và trailer cuối cùng. Đoàn phim cũng thông báo rằng phim sẽ chính thức được lên lịch vào ngày 30 tháng 12 và sẽ ra mắt tại Hồng Kông, Trung Quốc, Macau, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Úc, New Zealand. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, có thông tin cho rằng Lưu Đức Hoa đã giành được giải thưởng cống hiến đặc biệt tại Liên hoan phim Toronto và giải thưởng sẽ được trao vào ngày 15 tháng 9 năm 2023. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, bộ phim 93 vụ cướp tàu quốc tế, chiến dịch Moscow do Lưu Đức Hoa sản xuất và đóng vai chính đã được ra mắt. Tính đến ngày 1 tháng 10, doanh thu phòng vé tích lũy của các bộ phim do Lưu Đức Hoa đóng chính đã vượt quá 15 tỷ. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, anh và Tạ Đình Phong đóng chung bộ phim Hành động Ngọn lửa bùng phát. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2023, bộ phim Địa cầu Lưu Lạc 3 mà anh tham gia dự kiến ra mắt vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán năm 2027, ngày 6 tháng 2 năm 2027, trong đó anh đóng vai Đồ Hằng Vũ. Đầu tư vào điện ảnh. Lưu Đức Hoa thành lập công ty sản xuất Thiên Mạc của riêng mình vào năm 1991. Bộ phim đầu tiên mà công ty sản xuất là Thần Điêu Hiệp Lữ với sự tham gia của Lưu Đức Hoa và Mai Diễm Phương được phát hành vào tháng 12 năm 1991. Phim đã đạt được danh tiếng tốt và doanh thu phòng vé cao, tuy nhiên doanh thu của những bộ phim tiếp theo lại không như mong đợi. Năm 1995, công ty Thiên Mạc thua lỗ lên tới 45 triệu đô la Hồng Kông, kết quả là Lưu Đức Hoa gần như phá sản. Vào cuối những năm 1990, Lưu Đức Hoa phải vay tiền nhờ vợ chồng Hướng Hoa Cường giúp đỡ, quay phim, phát hành đĩa nhạc, tổ chức concert và tham gia quảng cáo để đầu tư vào phim. Năm 2002, Lưu Đức Hoa xảy ra tranh chấp pháp lý với đối tác Mạch Thiệu Đường, dẫn đến việc Lưu Đức Hoa phải thành lập lại công ty mới, công ty Ánh Nghệ. Sau khi thành lập Ánh Nghệ, Lưu Đức Hoa đã rút ra bài học từ công ty Thiên Mạc và không còn làm phim thương mại quy mô lớn nữa mà chủ yếu đầu tư vào phim nghệ thuật kinh phí thấp. Năm 2005, công ty Ánh Nghệ tham gia sản xuất bộ phim Thiên Hạ Vô Tặc của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Năm 2005 ra mắt bộ phim Tình Cảm Nói Yêu Em lần nữa. Năm 2005, công ty Ánh Nghệ của Lưu Đức Hoa đã nỗ lực hết sức để sản xuất chương trình đạo diễn Ngôi Sao Đang Lên Châu Á, một dự án được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các đạo diễn mới, tài trợ cho tổng cộng 6 đạo diễn trẻ từ khu vực Trung Quốc để quay 6 tác phẩm. Hầu hết những tác phẩm kinh phí thấp này đều có danh tiếng tốt, trong đó tác phẩm có sức ảnh hưởng và thành công nhất chính là Phong Cuồng Đích Thạch Hầu của đạo diễn Ninh Hạo. Sự đóng góp của Lưu Đức Hoa trong việc hỗ trợ các đạo diễn mới đã mang về cho anh danh hiệu nhà làm phim xuất sắc của năm tại Giải thưởng Truyền thông Điện ảnh Trung Quốc lần thứ tháng 7 năm 2007. Năm 2011, công ty Ánh Nghệ tham gia sản xuất bộ phim Đào Tỷ do Hứa An Hoa làm đạo diễn. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi và giành được nhiều giải thưởng điện ảnh. Kể từ đó, công ty Ánh Nghệ đã tham gia đầu tư và sản xuất nhiều bộ phim như Phong Bạo, Thất Cô, Ông Nội Đặc Công. Năm 2015, Lưu Đức Hoa hợp tác với Trần Vĩnh Khâm của tập đoàn Mã Lai Tây Á để thành lập công ty sản xuất phim Tạo Lập Giấc Mơ. Công ty đã tham gia đầu tư và sản xuất Chuyên Gia Gỡ Bom 2, Trùng Hương Cảng,
chuyên gia gỡ bom, Bảo Trắng 2, Trùm Thuốc Phiện và nhiều bộ phim khác. Các bộ phim này đều có danh tiếng tốt và doanh thu phòng vé rất cao. Bản thân Lưu Đức Hoa vừa là nhà sản xuất vừa đóng vai chính. Anh đã tham gia sản xuất nhiều bộ phim, trong đó có Trùm Hương Cảng và Chuyên Gia Gỡ Bom đã giành được nhiều giải thưởng tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 37. Bộ phim Chuyên Gia Gỡ Bom 2 và Bảo Trắng 2, Trùm Thuốc Phiện đã được phát hành tại Trung Quốc. Doanh thu phòng vé ở đại lục lần lượt đạt 1,313 tỷ nhân dân tệ và 1,312 tỷ nhân dân tệ, chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai về doanh thu phòng vé của phim Hồng Kông tại thị trường đại lục. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2023, bộ phim Địa Cầu Lưu Lạc 3 do Lưu Đức Hoa đóng chính dự kiến sẽ ra mắt vào đúng ngày đầu năm mới năm 2027. Sự nghiệp ca hát. Lần đầu bước chân vào làng nhạc, Lưu Đức Hoa bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình, phần lớn là do ảnh hưởng của Lâm Tử Tường. Trong thời gian đóng chung với Lâm Tử Tường trong Đạo Mộ Bút Ký, Lâm Tử Tường đã phát hiện ra tiềm năng ca hát của anh và khuyến khích anh hát. Từ đó trở đi, Lưu Đức Hoa quyết tâm trở thành ca sĩ. Nhưng sự nghiệp ca hát của Lưu Đức Hoa không hề suôn sẻ. Năm 1985, Lưu Đức Hoa gia nhập China Star Records và phát hành album đầu tiên Anh Chỉ Biết Hiện Tại Anh Yêu Em. Tuy nhiên lúc đó Trương Học Hữu với giọng hát tuyệt vời lại bất ngờ xuất hiện nên hầu như không ai để ý đến đĩa nhạc của anh. Năm 1986, Lưu Đức Hoa chuyển sang hãng thu âm EMI Records. Trong 4 năm tiếp theo, anh liên tiếp phát hành các album Lưu Đức Hoa, Tình Cảm Trong Vòng Cấm, Trở Về Bên Em, Kết Nối Tình Yêu. Nhưng nhìn chung, phản ứng của thị trường đối với những album này là ở mức tầm trung, chúng không giúp Lưu Đức Hoa có được chỗ đứng vững chắc trong làng âm nhạc. Giai đoạn từ 1985 đến 1989 là giai đoạn Lưu Đức Hoa khám phá lĩnh vực âm nhạc. Lúc đó, anh là một diễn viên, triển vọng phát triển âm nhạc của anh tại thời điểm đó không được mong đợi quá mức. Được xếp vào hàng tứ đại thiên vương. Năm 1990, Lưu Đức Hoa gia nhập công ty thu âm Bảo Nghệ Tinh. Cùng năm đó, Lưu Đức Hoa phát hành hai album Có Thể Hay Không và Hẹn Gặp Lại đạt được thành tích khá tốt, cuối cùng giúp Lưu Đức Hoa có được chỗ đứng vững chắc trong giới âm nhạc. Album Có Thể Hay Không đã bán được 3 đĩa bạch kim, ca khúc chủ đề cùng tên đã giành được giải thưởng top 10 giai điệu vàng Trung Quốc lần thứ 13 do đài truyền hình Hồng Kông trao tặng. Đây là giải thưởng quan trọng đầu tiên của Lưu Đức Hoa trong lĩnh vực âm nhạc. Ca khúc chủ đề Hẹn Gặp Lại cũng giành được giải thưởng top 10 ca khúc vàng của TVB năm 1990. Anh cũng giành được giải nam ca sĩ được yêu thích nhất trong top 10 bài hát vàng của TVB năm 1990, trở thành người thứ 3 giành được giải thưởng này sau Đàm Vĩnh Lân và Trương Quốc Vinh. Năm 1991 và 1992, Lưu Đức Hoa phát hành liên tiếp các album như Tình Yêu Vô Tận, Ngày Mình Còn Bước Cùng Nhau, Cảm Ơn Tình Yêu Của Em. Trong số đó, Tình Yêu Bất Tận đã bán được 160.000 băng cassette và 72.000 đĩa trong ngày đầu tiên ra mắt, với tổng doanh thu hàng năm ở Hồng Kông vượt qua 250.000 bản. Vào tháng 12 năm 1992, album Mi Tru Si Tai của ông cũng thành công vang dội. Ngoài ra, sau khi Lưu Đức Hoa gia nhập công ty thu âm Phi Điệp năm 1992, anh liên tiếp phát hành nhiều album như Yêu Không Dứt, Thủy Triều, Vong Tình Thủy, Đáp Án Luôn Là Em. Trong số đó, đĩa đơn Yêu Không Dứt đã giành được nhiều giải thưởng ca khúc, còn album Yêu Không Dứt đã bán được hơn 3 triệu bản ở châu Á và trở thành tác phẩm bán chạy nhất trong năm. Đây cũng là album bán chạy nhất của Lưu Đức Hoa. Vào các năm 1990, 1991 và 1992, Lưu Đức Hoa đã giành được giải nam ca sĩ được yêu thích nhất trong top 10 giải thưởng giai điệu vàng trong 3 năm liên tiếp, khẳng định vị thế của mình trong các năm này ở nền âm nhạc Hồng Kông. Trong cơn sốt thần tượng năm 1992, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Lê Minh, Quách Phú Thành được giới truyền thông mệnh danh là Tứ Đại Thiên Vương. Lưu Đức Hoa đã phát triển từ một con người vô danh trong thành âm nhạc trở thành thiên vương Lưu được nhiều người hâm mộ. Hơn 10 năm sau đó, sự nghiệp ca hát của Lưu Đức Hoa bước vào thời kỳ hoàng kim. Năm 1995, Lưu Đức Hoa phát hành album Con Tim Cố Quên, ca khúc đầy cảm hứng Ngày Hôm Nay trong album được lưu hành rộng rãi và trở thành ca khúc kinh điển sau khi phát hành. Tháng 4 năm 1997, anh phát hành bài hát Yêu Nước Người Trung Quốc. Để quay MV cho bài hát này, Lưu Đức Hoa đến Vạn Lý Trường Thành dùng cờ và hát.
bộ phim người Trung Quốc đã đưa trái tim của hàng trăm triệu người Trung Quốc đến gần nhau hơn. Ngoài ra, vào cuối buổi tiệc kỷ niệm 10 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc ngày 30 tháng 6 năm 2007, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã bắt tay Lưu Đức Hoa và nói với anh: "Tôi rất vui khi nghe bài người Trung Quốc cậu hát tối nay, bài hát rất mạnh mẽ. Các bạn cần phải truyền lại tinh thần này, hãy hát bài hát này nhiều hơn." Năm 2009, bài hát này cũng được Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa vào danh sách 100 bài hát yêu nước. Tháng 12 năm 1997, album Tình yêu không thể dừng lại được phát hành, bài hát số 1 thế giới trong album do Ngô Bạch sáng tác. Đây là bài hát phúc kiến duy nhất của Lưu Đức Hoa cho đến nay và đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngoài ra, bài Giấc mơ mùa đông và bài Hoa tuyết sau này đã trở thành những bản tình ca cổ điển được hát nhiều, cả hai đều là kiệt tác của anh. Năm 1998, album Tiếng Quảng Đông Em là người phụ nữ của anh và album Tiếng Phổ thông Đứa trẻ ngốc nghếch được phát hành. Trong album có mời tới Kenny J, được mệnh danh là vua saxophone tới cộng tác. Bài hát chủ đề Đứa trẻ ngốc nghếch do Lưu Đức Hoa viết và sáng tác dựa trên kinh nghiệm cá nhân của anh ấy, đồng thời mời Kha Thụ Lương và Ngô Tông Hiến hát cùng. Bài hát này đã giành được giải thưởng giai điệu vàng top tháng 10 năm 1998 cho bài hát Tiếng Phổ thông được yêu thích nhất và giải thưởng giai điệu vàng Trung Quốc hàng đầu cho giải vàng bài hát Tiếng Phổ thông xuất sắc. Tháng 5 năm 1999, album Yêu Thế Giới được phát hành, bao gồm một số bài hát hợp tác với các nhạc sĩ đại lục, trong đó ca khúc Cá Gỗ và Cá Vàng đã giành được giải vàng cho bài hát Tiếng Phổ thông xuất sắc trong top 10 ca khúc vàng Trung Quốc năm 1999. Vào tháng 8 cùng năm, Lưu Đức Hoa đã tổ chức 15 buổi concert Yêu Em Vạn Năm tại sân vận động ở Hồng Kông. Buổi concert này diễn ra vào thời điểm chuyển giao thế kỷ nên còn được gọi là buổi concert xuyên thế kỷ. Năm 2000, album Tình yêu đàn ông được phát hành. Ca khúc chủ đề Đàn ông khóc không phải là tội lỗi do chính Lưu Đức Hoa sáng tác. Bài hát này đã đoạt giải top 10 giai điệu vàng Trung Quốc năm 2000. Một bài hát khác là Anh yêu em chưa đủ song ca với Trần Tuệ Lâm. Bài hát này đã giành giải vàng cho bài hát Tiếng Phổ thông được yêu thích nhất trong top 10 bài hát vàng năm 2000 và giải vàng cho bài hát Tiếng Phổ thông xuất sắc tại giải giai điệu vàng Trung Quốc. Hai bài hát trên cũng là được chọn vào top 20 ca khúc vàng trong bảng xếp hạng âm nhạc Trung Quốc toàn cầu. Lưu Đức Hoa thậm chí còn giành được danh hiệu bài hát Tiếng Phổ thông được yêu thích nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc Trung Quốc. Tháng 6 năm 2001, album Thiên Đường Rộng Mở được phát hành. Ca khúc chủ đề Trái tim tôi chỉ có thể giữ lại em là một bài hát quảng cáo do Lưu Đức Hoa sáng tác cho loại trà xanh mà anh quảng cáo. Bài hát còn lại Kiss O Út The Future là do Lưu Đức Hoa sáng tác, ca khúc chủ đề được sáng tác cho bộ phim Đội bóng thiếu lâm của Châu Tinh Trì. Album Lễ hội mùa hè được phát hành vào tháng 8 cùng năm. Ca khúc chủ đề Lễ hội mùa hè là bài hát chủ đề cho 15 buổi concert ở sân vận động Hồng Kông vào tháng 8 năm đó. Tháng 7 năm 2002, anh phát hành album Một Ngày Đẹp Trời. Album này bao gồm 10 bài hát tiếng phổ thông và một bài hát tiếng Quảng Đông, tất cả đều lấy cảm hứng từ 10 câu chuyện có thật vô cùng cảm động. Album này mất gần một năm từ khi xây dựng ý tưởng cho đến tìm kiếm câu chuyện, sau đó viết lời, hát, chụp ảnh và phát hành. Ca khúc bài tập trong album đã giành được giải bạc cho bài hát tiếng phổ thông xuất sắc trong top 10 bài hát vàng Trung Quốc, giải bạc cho bài hát nhạc pop Trung Quốc được yêu thích nhất trong nước và top 20 bài hát vàng trong bảng xếp hạng bài hát Trung Quốc toàn cầu. Album này còn mang về cho Lưu Đức Hoa vinh dự là nam ca sĩ được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng ca khúc Trung Quốc toàn cầu. Ngoài ra, kể từ album này, Lưu Đức Hoa đã chấm dứt việc phát hành nhiều album trong vòng một năm và dần chuyển hướng sự nghiệp sang lĩnh vực điện ảnh. Từ năm 2003 đến 2006, Lưu Đức Hoa phát hành các album như Nếu Một Ngày, Coffee or Tea, Nói Yêu Anh Lần Nữa. Đĩa đơn Nếu Một Ngày là một ca khúc quảng cáo trà xanh do chính Lưu Đức Hoa viết lời. Mục đích ban đầu là dùng bài hát này để động viên người dân Hồng Kông tích cực đối mặt với nghịch cảnh sau dịch SARS. Bài hát Tuổi 17 cũng là một tác phẩm kinh điển của Lưu Đức Hoa, được sáng tác bởi Lưu Đức Hoa và Từ Kế Tông. Họ cùng nhau viết lời bài hát và ôn lại sự nghiệp diễn xuất của mình từ năm 17 tuổi. Các ca khúc Tết 2005 Nói Yêu Em Lần Nữa và Cung Hỷ Phát Tài cũng là những kiệt tác của anh. Năm 2006, ca khúc Người Yêu Dấu, do chính Lưu Đức Hoa sáng tác,
là một bài hát từ thiện đã trở thành bài hát chủ đề cho chương trình giáo dục phòng ngừa và điều trị bệnh viêm gan B của Trung Quốc. Biến mất khỏi sân khấu âm nhạc. Tháng 7 năm 2007, Lưu Đức Hoa phát hành album Tiếng Phổ Thông Thế Giới Tưởng Tượng Của Một Chú Bò. Tháng 12 cùng năm, anh phát hành ca khúc mới cùng album Tuyển Chọn Mọi Người Đều Là Số 1. Ca khúc chủ đề cùng tên là do Lưu Đức Hoa và Lý An sáng tác cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Các bài hát Olympic do các vận động viên sáng tác để truyền cảm hứng cho các vận động viên khuyết tật. Từ năm 2008, Lưu Đức Hoa có ít tác phẩm âm nhạc, chủ yếu bao gồm album năm 2009 Hy Vọng Yêu và Bạn Đồng Hành Đường Dài, album Hoài Cổ Không Thể Nào Quên năm 2010 và album Kỹ Thuật Số năm 2020 diễn xuất và ca hát cùng những tác phẩm âm nhạc khác. Anh cũng sáng tác bài hát chủ đề cho các bộ phim Chuyên Gia Gỡ Bom Đạn, Ông Nội Đặc Công, Lễ Hội Mùa Xuân, Đường Về Nhà. Anh cũng sáng tác ca khúc Tiếng Quảng Đông Tôi Biết nhằm cổ vũ, động viên quần chúng, nhân viên y tế ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Vào tháng 7 năm 2021, đĩa đơn kỷ niệm 40 năm ở lại với em đến cuối cùng cũng được phát hành. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2023, bộ phim Địa Cầu Lưu Lạc 2 với sự tham gia của Lưu Đức Hoa và Ngô Kinh được phát sóng cùng với bài hát chủ đề Tế Thủy Trường Lưu. Vào ngày 15 tháng 9 cùng năm, bài hát cổ vũ Đại hội Thể thao Châu Á Hàng Châu của Nhân dân Nhật Báo do Lưu Đức Hoa hát đã được phát hành trực tuyến. Những buổi concert. Năm 1991, Lưu Đức Hoa tổ chức buổi concert solo đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc. Năm 1992, anh tổ chức 8 buổi concert solo tại Hoa Kỳ và Canada, đây trở thành chuyến lưu diễn đầu tiên của anh. Từ tháng 1 đến tháng 2 năm 1993, Lưu Đức Hoa đã tổ chức 20 buổi concert True Style tại sân vận động ở Hồng Kông, đây là buổi hòa nhạc solo đầu tiên của anh tại Hồng Kông. Cùng năm đó, anh cũng khởi động chuyến lưu diễn ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Trùng Khánh và các thành phố khác của đại lục. Anh bắt đầu tập trung nâng cao sự nổi tiếng của mình ở đại lục. Thành phố mà Lưu Đức Hoa tổ chức nhiều buổi concert solo nhất chắc chắn là Hồng Kông, nơi khởi đầu sự nghiệp của anh. Kể từ năm 1993, anh đã tổ chức hơn 150 buổi concert tại Hồng Kông. Từ năm 1994 đến nay, Lưu Đức Hoa đã phát hành 11 video solo, trong đó có 7 video được ghi hình tại sân vận động Hồng Kông vào các năm 1994, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007 và 2010. Kinh điển nhất chắc chắn là buổi hòa nhạc thế kỷ năm 1999, video buổi hòa nhạc này được người hâm mộ vô cùng yêu thích. Cho đến nay, Lưu Đức Hoa đã tổ chức 132 buổi concert solo ở nhiều thành phố đại lục khác nhau, trong đó Thượng Hải là thành phố đại lục được tổ chức nhiều buổi hòa nhạc nhất. Ngoài Trung Quốc, Lưu Đức Hoa cũng đã tổ chức các buổi hòa nhạc tại các nước khác như Singapore, Malaysia, Vancouver và Toronto ở Bắc Mỹ, nơi người có nhiều người Trung Quốc sinh sống. Từ năm 1991 đến năm 2013, ngoại trừ năm 2006 và 2012, Lưu Đức Hoa mỗi năm đều tổ chức nhiều buổi concert, tổng cộng có 47 buổi concert được tổ chức vào năm 1996, đây cũng là năm có nhiều buổi hòa nhạc nhất. Vào tháng 12 năm 2018, Lưu Đức Hoa đã tổ chức 20 buổi concert đêm giao thừa Mi Lớp Lưu Đức Hoa World Tour liên tiếp tại sân vận động Hồng Kông. Ở buổi diễn thứ 14, anh buộc phải dừng lại giữa chừng vì viêm họng và xin lỗi khán giả trong nước mắt. Concert này ban đầu dự kiến tổ chức vào cuối năm 2017, nhưng do một tai nạn trước đó khiến anh bị ngã ngựa khi đang quay quảng cáo nên anh bị thương nặng và phải nhập viện nên đã bị hoãn lại đến cuối năm 2018. Vào ngày 3 tháng 9 năm 2022, Lưu Đức Hoa tổ chức buổi concert trực tuyến hát cho bạn nghe tại phòng phát sóng trực tiếp Douyin. Đây là buổi phát sóng trực tiếp thứ hai của anh trên Douyin sau lễ kỷ niệm 40 năm ra mắt vào năm 2021. Số lượng người xem buổi biểu diễn đạt tới 350 triệu trong suốt 2 tiếng. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2023, có thông báo chính thức rằng chuyến lưu diễn của Lưu Đức Hoa sẽ đi qua Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh, Nam Kinh, Hàng Châu, Thành Đô, Thâm Quyến và Trùng Khánh từ tháng 7 đến tháng 9 năm sau. Đây là lần thứ 3 Lưu Đức Hoa thông báo sẽ biểu diễn ở Thành Đô. Đã 12 năm kể từ lần cuối Lưu Đức Hoa tổ chức buổi concert solo ở Thành Đô.
Gala lễ hội mùa xuân của CCTV. Tính đến tháng 12 năm 2022, Lưu Đức Hoa đã 6 lần tham gia Gala lễ hội mùa xuân của CCTV. Lần đầu tiên Lưu Đức Hoa gắn bó với Gala lễ hội mùa xuân của CCTV là vào năm 1992. Khi đó, Lưu Đức Hoa đã hát bài Tuổi Trẻ Trong Trái Tim cùng Mao A Mẫn, Trương Vũ Sinh dưới hình thức ghi âm, nhưng bản thân anh không tham dự Gala lễ hội mùa xuân. Năm 1995, Lưu Đức Hoa, người vốn đã nổi tiếng ở Hồng Kông, được mời tham gia Gala lễ hội mùa xuân của CCTV năm đó và hát bài Hát Vong Tình Thủy trên sân khấu Gala lễ hội mùa xuân. Trên sân khấu Gala lễ hội mùa xuân của CCTV năm 1998, Lưu Đức Hoa hát Trung Quốc Tuyệt Vời cùng với Mao Ninh và Trương Tín Triết. Năm 2005, anh hát bài Hát Chúc Mừng Năm Mới, Cung Hỷ Phát Tài trên sân khấu Gala lễ hội mùa xuân. Vào tháng 2 năm 2015, Lưu Đức Hoa một lần nữa xuất hiện trên Gala lễ hội mùa xuân của CCTV sau 10 năm. Anh hát bài Hát Đường Về Nhà do chính anh viết lời. Trong Gala lễ hội mùa xuân CCTV năm 2021, Lưu Đức Hoa đã trình diễn chương trình sáng tạo cùng Quang Hiểu Đồng và Vương Nhất Bác. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé!